Nam em hả? Anh Bi có cập nhật biết có lên chương trình này rồi đúng không? Tức là tất cả những cái thông tin, cả là, những cái sự kiện, những cái sự kiện chấn động trong showbiz, đúng, những scandal gì đó đều là từ quản lý, từ trợ lý, từ người thân nói cho biết, đúng, chứ không biết bất cứ cái gì. Giống như là ví dụ như là quản lý truyền thông của Tường á đang nói một cái gì à, về đang bàn coi là The Face năm nay ai ngồi, đang trong group nói xôn xao, xong rồi gửi một tấm hình chế mà Tường, mà mọi người cười Tường là bởi vì Tường hỏi thiệt hả, thiệt luôn hả, rồi mấy người này ngồi chắc khó dữ lắm, mà mọi người tự nhiên cười Tường. Đó là ai mà Tường tin? Đó là cái poster đó là anh Trường Giang, Nam Em với một người nữa là Nhã Phương, và quăng vô trong group ekip và nói với Tường, và nói thì trong đó có Tường, thì nói là trời ơi năm nay The Face hot quá. Thì Tường thấy, Tường nói ủa thiệt hả, sao ngồi thiệt hả, trời ơi vậy là hot dữ lắm luôn. Xong rồi mọi người lăn ra cười, Tường không biết vụ gì trơn. Xong rồi bắt đầu nhục mạ Tường, nói Tường nhạt, nói Tường trời ơi sao một thiếu muối lại dìm lùm la chứ. Rồi nhưng mà sau đó thì Tường có tự cảm thấy bản thân của mình hơi kỳ không khi mà mình tin cái chuyện là Trường Giang, Nam Em và Nhã Phương? Tại vì Tường không biết lịch sử của những người đó. Tường chỉ biết là anh Trường Giang anh đóng hài đúng không? Chị Nhã Phương thì chỉ đi làm diễn viên đúng không? Còn Nam Em thì chị cũng là nói chung là một người nổi. Thì mình không biết là lịch sử của ba người đó như thế nào. Thì nói như vậy thì tại vì anh Trường Giang anh rất là hot trong cái chuyện hài kịch của ảnh mà, thì mình nghĩ là ok. Còn hai người chị Nhã Phương với anh Trường Giang yêu nhau thì Tường biết sơ sơ vậy thôi, biết là báo chí. Nhưng mà anh Trường Giang á, ảnh là một diễn viên hài, thì ảnh có liên quan gì tới chương trình Gương Mặt Thương Hiệu đâu, người mẫu đâu. Thiệt à? Không thì mình nghĩ là quảng cáo nói chung thì ủa thì có cái gì đâu, tại thì diễn hài thì cũng quảng cáo này nọ mà, The Face mà. Nhưng mà Tường có biết á là những cái người mà ngồi cái mentor của chương trình The Face đều phải là những cái người có chiều cao gọi là siêu mẫu, rồi thường là phải đi cắt quốc này kia các thứ, rồi sao lại dễ dàng tin được là anh Trường Giang ảnh có phải là người mẫu đâu? Tuy là ảnh đóng quảng cáo cho rất nhiều thương hiệu nhưng mà rõ ràng ảnh là diễn viên hài mà. Ừ thì Tường có biết tiêu chí đâu, thì tưởng là thì chương trình thực tế thì cái người nào hot thì họ muốn rating cao hay là gì đó thì họ đổi tiêu chí chương trình, mình đâu biết được.